Nhìn hình ảnh của Itachi Mitsuru, chắc hẳn các bạn đã biết tôi muốn nói đến cái gì. Chắc chắn bài viết này là một bài review truyện tranh rồi. Nhưng tôi sẽ review một cuốn truyện của Itachi Mitsuru, cụ thể là bộ truyện tranh Touch Tầm Với, dưới một góc nhìn khác. Đó là bài học tâm đắc nhất mà tôi học được từ một cuốn truyện tranh, hay nói cách khác là từ người thầy Itachi Mitsuru. Tôi biết có nhiều fan của Itachi trên Spider Room cũng như là của bộ truyện Touch, nên xin nói trước là những điều tôi nói là những gì tôi cảm nhận được, tự suy ngẫm và biến thành bài học của riêng mình. Đó chưa chắc là những gì mà Itachi muốn nói. Vì vậy xin phép trước nếu có gây xung đột với suy nghĩ của các bạn, và nếu có spoil thì mình cũng xin thứ lỗi, bởi vì mình không giỏi viết bài review. Ok nhá, vào chủ đề chính thôi nha. Theo các bạn, điều gì khiến một người sẽ thay đổi bản tính vốn có của họ? Hoặc nói hướng khác là khiến một con người thay đổi theo hướng tích cực. Dưới đây là những bài học mà bản thân tôi đã lĩnh hội được. Tachan Tatsuya, những kẻ cần phải thay đổi. Để bắt đầu với chủ đề sự thay đổi ở một con người, có lẽ không gì thuyết phục hơn là vẽ ra một hình tượng, một kẻ với nhiều tật xấu cần phải thay đổi. Và câu chuyện bắt đầu đúng như vậy. Trong ba nhân vật chính Tachan, Kachan, Minami thì Tachan là kẻ được mô tả với những tật xấu rõ ràng nhất. Lười biếng, ham chơi, học dốt, ham gái, khó bảo, chứng nào tật nấy, có phúc mà không biết hưởng. Hình tượng này giống ai hả? Nobita! Chỉ khác là Tachan không hề được Doraemon giúp sức, mà thay vào đó là một đôi trai tài gái sắc, đặc biệt là người em quá xuất sắc Kachan. Chính vì vậy mà Tachan luôn được đem ra so sánh với Kachan, càng so sánh thì càng nhận ra sự chênh lệch, cứ như so màu đen với màu trắng vậy. Vậy, những tác động nào khiến cho Tachan đã thay đổi? Hãy đặt mình vào vị trí của Tachan và cảm nhận nhé. Sự so sánh với con nhà người ta ư? Có phải so sánh với một người có nhiều điểm tốt sẽ khiến bạn thay đổi giống với người ta không? Điều này hẳn chúng ta đều có cái câu trả lời giống nhau là không, và Adachi đã cho thấy chúng ta điều đó được diễn ra như thế nào. Cha mẹ, bạn bè, thầy cô hay rộng hơn là cả xã hội này, những ai biết tới bạn, họ đều cũng sẽ so sánh bạn với một kẻ tốt hơn, với hy vọng bạn tốt lên hoặc có dịp để chê bai bạn. Đó là điều người ta đã và đang và sẽ làm thế với bạn. Nhưng điều đó có ảnh hưởng gì tới bạn? Nó chỉ ảnh hưởng khi bạn quan tâm tới điều đó. Một Minami hết lòng quan tâm và dành tình cảm cho bạn, luôn động viên, khích lệ bạn. Một Kachan luôn khích lệ và thể hiện như một tấm gương tốt để bạn theo đuổi, âm thầm hỗ trợ bạn. Một thế giới vùi dập bạn. Có lẽ hai người là không đủ, khi mà sự so sánh trở nên quá lớn, lớn tới mức nó bám rễ trong đầu người ta rằng chỉ nhắc đến tên thôi đã thấy vô dụng. Sự so sánh sẽ dìm bạn xuống đáy cuộc đời, sẽ khiến bạn trở thành một kẻ mà khi người ta nhắc đến sẽ đập tan mọi nỗ lực của bạn. Đó sẽ là sự thật khi mà bạn còn để tâm tới sự so sánh đó. Sự so sánh với sự thay đổi, nó như nước với lửa vậy. Hãy để nước tránh xa lửa thì ngọn lửa trong bạn mới không bị dập tắt. Sự động viên khích lệ ư? Như đã nói ở trên, hai người ra sức khích lệ bạn, nhưng nó chỉ như gió vào tai này, thổi qua tai kia. Bạn sẽ nói rằng, tôi đâu phải cậu ta, nếu được khích lệ thì tôi sẽ thay đổi. Điều đó đúng, nếu như trong bạn đã có sẵn ngọn lửa và đang cháy, sự khích lệ sẽ đúng là cơn gió giúp bạn thổi bùng ngọn lửa đam mê đó lên. Thế nhưng, mọi sự động viên khích lệ sẽ vô dụng nếu như bạn chẳng có mục tiêu nào cả. Cố gắng ư? Vì cái gì? Nỗ lực ư? Tại sao tôi phải làm thế? Hãy thay đổi. Thay đổi thì được cái gì? Để làm gì? Bởi vậy, bạn sẽ thấy một Tachan dù được khích lệ rất nhiều nhưng nó chỉ có tác dụng khi cậu ta đã có một mục tiêu, một tầm với rõ ràng cho bản thân. Còn trước đó, tất cả đều như đàn gảy tai trâu mà thôi. Sự khích lệ không tạo ra sự thay đổi, mà nó chỉ giúp quá trình thay đổi diễn ra nhanh hơn hay chậm hơn mà thôi. Biến cố trong cuộc đời. Có lẽ chúng ta thường nghĩ, khi gặp một biến cố trong đời chúng ta sẽ đổi thay. Nhận định này là đúng. Nếu bạn chưa có trong mình một ngọn lửa để thay đổi, thì một biến cố lớn, một cú sốc tâm lý có thể sẽ khơi dậy trong bạn ngọn lửa đó. Cú sốc đối với Tachan hay với tất cả người đọc, đó chính là sự ra đi đột ngột của Kachan. Quả thực, khi đọc đến những khung tranh miêu tả tâm trạng đầy thương xót cho sự ra đi ấy, tôi không thể cầm được nước mắt. Từng khung tranh, dù không một lời thoại nhưng lại xoáy sâu vào niềm thương xót ấy, dù đọc đi đọc lại nhiều lần đi chăng nữa, thì tới đoạn ấy tôi vẫn bồi hồi xúc động.
Và khi ấy trong chính bản thân tôi cũng bùng lên một ngọn lửa như chính nhân vật Tachan cảm nhận được. Người ta đã sống như thế đó, đã nỗ lực như thế đó, tại sao ta lại cảm thấy thương xót đến thế? Bởi họ quá tuyệt vời để ra đi sớm như vậy, bởi họ còn đang căng tràn sức sống mà lại vụt tắt. Tại sao ta lại không sống như cách họ đã sống? Liệu người khác có thương xót cho ta khi trái tim ta ngừng đập? Vô vàn câu hỏi tại sao đã xuất hiện như những đốm lửa nhỏ. Chúng cuộn lại, hội tụ để khơi dậy ngọn lửa đam mê, khơi dậy ham muốn cần thay đổi cách sống của chúng ta. Ấy nhưng nếu chỉ bám víu vào đó mà hy vọng ta sẽ khác thì sẽ thật là sai lầm. Sự thay đổi đã diễn ra, nhưng nó chỉ diễn ra trong một ngày rồi đâu lại vào đó. Điều ấy giúp tôi nhận ra rằng để thực sự đổi thay, chúng ta cần nhiều hơn như vậy. Nỗi đau dù lớn đến mấy thì cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Còn để đối mặt với thực tại, cú sốc ấy chỉ là điểm khởi đầu. Ta sẽ chủ động thay đổi, tự khơi dậy ngọn lửa đó, hay phải đợi tới khi cuộc đời ta gặp một cú sốc như thế mới chịu đổi thay? Cuộc sống có thể kết thúc một cách đầy bất ngờ, có khi tới lúc ta chết, ta cũng chưa từng được cháy trong ngọn lửa của mình. Đối thủ. Trên chặng đường theo đuổi mục tiêu, có thể bạn sẽ thấy mệt mỏi, thất bại và nản chí. Khi đó, điều gì giúp bạn thay đổi? Câu trả lời của Adachi là: hãy nhìn xem đối thủ của bạn đang làm cái gì kìa. Một Nishimura dù xấu hơn nhưng vẫn giỏi hơn bạn một chút. Một Nita đẹp trai và tài năng luôn nỗ lực để chiến thắng bạn, dù điểm xuất phát của hắn đã ở trên bạn rất nhiều. Và một người em quá cố, kẻ từng coi bạn là đối thủ trong cuộc chinh phục trái tim của người con gái yêu bạn. Những người đó, họ vẫn đang nỗ lực từng ngày, còn bạn định lười nhác và trông chờ may mắn ư? Nếu bạn cần một thứ gì đó giúp bạn thổi bùng ngọn lửa trong bạn lên, thì cách tốt nhất là phóng tầm mắt ra và xem đối thủ của bạn đang làm gì. Một cách tình cờ, Tachan gặp Nita tại nhà riêng của anh ta lúc Nita mới đi tập về. Cậu ta mệt tới nỗi lăn ra ngủ, bàn tay thì chai sạn, dỉ cả máu. Đó như một cú tát đối với Tachan. Mình thì đang trốn chạy khỏi sự luyện tập gian khổ, còn đối thủ thì đang say mê chiến đấu với nó. Vì điều gì? Mình đang lười biếng còn cậu ta đang khao khát chiến thắng. Vậy mà mình nghĩ sẽ thắng được cậu ta ư? Không bao giờ. Phải thay đổi, phải khao khát nhiều hơn, phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và ngọn lửa đã bùng cháy theo cách như vậy đó. Muốn nói tôi giỏi hơn cả Tachan ư? Hãy để cậu ấy cũng được luyện tập như thế trong 2 năm rồi hắn nói. Và cuối cùng, thứ thực sự giúp tạo ra sự thay đổi chính là tình yêu. Tình yêu của Tatsuya. Khi mới đọc truyện lần đầu, tôi cứ nghĩ Tachan chỉ có một tình yêu duy nhất là Minami. Nhưng hóa ra tình yêu ấy rộng hơn rất nhiều, nó lớn dần theo thời gian, theo từng chặng đường mà cậu ấy đi qua. Chuyện làm nổi bật lên hai tình cảm hồn nhiên trong sáng nhất ở lứa tuổi cấp 3, tình bạn và tình thân. Một tình bạn thật đẹp giữa Tachan và Kotaru và dần dần thay bằng Tachan và Kotaru, một cặp ném bắt bóng ăn ý. Những người mà ném bóng tới chảy máu tay và bắt bóng tới ê ẩm xương vai. Sự thay đổi trong tình cảm Kotaru dành cho Tachan chuyển dần sang Tachan thật chậm và tinh tế. Nó diễn ra bởi chính sự thay đổi của Tachan. Sự thay đổi đó đã đủ lớn để lan tỏa sang người khác. Họ đã dám hy sinh vì nhau, đồng cam cộng khổ với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Nó xuất phát từ những cú đấm của sự thiếu hiểu nhau, tới tình cảm tế nhị trong chiếc đồng xu nhân bánh bao, tới những giọt nước mắt ứa ra vì đau khi phải gồng mình bắt quả bóng căng mạnh. Làm được những điều đó tạo ra sự thay đổi đó, nếu không phải vì tình bạn thì vì điều gì? Tình cảm giữa Tachan và Tachan dù chỉ hiện rõ ở phần đầu khi Tachan còn sống, nhưng khi không còn trực tiếp nhìn thấy Tachan, ta lại thấy được tình cảm mà Tachan dành cho em lớn tới mức nào. Nếu không vì ước mơ của Tachan, liệu Tachan có chịu chơi bóng chảy, dám dấn thân vào nơi mà trước kia cậu trốn tránh? Đó là sự dũng cảm mà trước kia Tachan không có. Dám nỗ lực trong từng trận chiến, đó đâu phải là vì bản thân và những đam mê của Tachan. Một Tachan vốn lười biếng và trốn tránh trách nhiệm, nay trở nên nỗ lực và dám đứng vào vị trí trung tâm. Sự thay đổi đó xuất phát từ sự khích lệ của Tachan, sự làm gương của Tachan và là ước mơ của Tachan. Nếu không trân trọng điều đó, không thực sự yêu thương người em của mình, liệu Tachan có dám bước vào đó không? Tachan có yêu bóng chày không? Tôi không dám khẳng định. Điều đó tôi cảm nhận được, đó là cậu ta chơi bóng chày vì những người cậu yêu thương.
Đến khi chạm vào ước mơ của Ka-chan thì Ta-chan mất phương hướng. Chặng đường phía sau đâu phải là ước mơ của Ta-chan, và bản thân cậu ta cũng không biết Ka-chan nghĩ gì khi đạt được vị trí nơi cậu ta đang đứng. Một lần nữa, Adachi để tâm lý nhân vật tới điểm nút. Khi mà bạn ở đỉnh cao, bạn sẽ tiếp tục chiến đấu vì điều gì? Một cậu nhóc học cấp 3 sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Phải, lần đầu tiên, Ta-chan dám nói lên ước mơ của mình. Điểm xuất phát này là gì? Đọc truyện sẽ rõ. Nhưng đại ý là, tôi sẽ chiến đấu vì mục tiêu của tôi, vì để đủ tư cách yêu người con gái của tôi. Tôi sẽ không thua kém ai, tôi sẽ không còn là tôi của ngày trước nữa. Tôi dám thẳng thắn với tình cảm của mình, dám chấp nhận thử thách phía trước. Tôi làm điều này bởi vì tôi yêu em. Tatsuya đã thay đổi như vậy đó. Còn bạn thì sao? Bạn có cần thay đổi điều gì không? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận. Và đừng quên để lại cho Spider Room Book một like, subscribe để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị khác trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Peace!